chào quý vị. Tôi tên Joanna Thái An Đạt. Tôi là luật sư ở tòa án của quận hạt Santa Clara. Như quý vị biết, cuộc bầu cử tháng 11 ở gần bên ta, và tôi khuyến khích quý vị nên sử dụng cái quyền của mình để đi bầu cử. Bầu cử là cái quyền quan trọng nhất đã được bảo vệ bởi hiến pháp mà nhiều người đã đấu tranh để bảo vệ cái quyền đó. Đi bầu cử là cách mà quý vị bày tỏ sự cam kết đối với chính chúng ta, đối với nhau, đối với đất nước của chúng ta và đối với thế giới của chúng ta. Xin quý vị hãy để tiếng nói của quý vị được chú ý lắng nghe, vì tiếng nói của quý vị rất là quan trọng. Xin cảm ơn quý vị.